Trời ơi, sao mà cái mi nó thẳng dữ vậy? Hai đứa tôi đều cao mà. Sao em? Chị nói nhiều rồi, mọi người rất là muốn xem là Victor Vũ ngoài đời như thế nào. Anh đang nói ra làm sao, cho nên là chắc là nhường lại để Victor Vũ nói cái cảm xúc của em đi. Victor xin gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt đến hôm nay. Thật ra thì tôi rất là hân hạnh được trao giải Nam Diễn Viên một năm và cùng với chị Hồng Vân. Và thật sự là năm nay có rất nhiều nhân vật ấn tượng, nên là để chọn một người thì thật sự cũng hơi khó, nhưng mà cuối cùng cũng phải chọn thôi. Mọi người ơi, thực ra thấy năm cái đề cử này là có hai bạn ở sân khấu kịch Hồng Vân, đó bạn Thanh Duy và bạn Xuân Nghị, là Vân hồi hộp lắm luôn. Thành ra là Vân cũng không biết là trong đây sẽ là xướng tên của ai. Nhưng mà nếu giá mà rơi vào một trong hai người đó, chắc là hôm nay Vân sẽ hòa vỡ vì hạnh phúc. Ở chị hồi hộp lắm, em mở luôn đi. Nam ngôi sao phim ảnh là chúc mừng anh Duy. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh,
và hoa hậu Giáng My sẽ cùng lên sân khấu để công bố nữ ngôi sao phim ảnh. Quý vị có thấy không ạ, không có cái gì bằng tuổi trẻ. Các bạn ấy hiện diện thôi cũng đã là tỏa nhiều hào quang lắm rồi. Đặc biệt là cái hào quang ấy lại vừa mới chứng tỏ một cái niềm đam mê bất tận, sự luôn luôn vượt qua những cái thử thách, sự sáng tạo nghệ thuật của mình. Và không có cái gì làm các bạn ấy chùn bước bất kể khó khăn gì, kể cả là trong mùa dịch. Và đó chính là cái ngôi sao truyền cảm hứng. Và hôm nay, lúc này đây trong tay chúng tôi là ngôi sao như thế. Và em giúp chị nhé. Xin mời em. Vâng, đối với Giáng My thì cả năm diễn viên này đều là những diễn viên đi rất là yêu quý. Nhưng mà riêng diễn viên nữ này thì là một người mà My đã làm việc với cô rất nhiều và luôn theo dõi bước đường nghệ thuật của cô. Giáng My xin được chúc mừng diễn viên Ngọc Lan. Xin chúc mừng diễn viên Ngọc Lan đã tham dự và giải nữ ngôi sao phim ảnh 2020. Xin mời Ngọc Lan cùng bước lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương của chương trình. Vâng, thưa quý vị, Ngọc Lan cũng đã có nhiều năm truyền bài công hiến cho sự nghiệp phim ảnh. Năm qua cô hoàn toàn chinh phục khán giả với vai phản diện Di Cha trong phim Luật Trời. Ngọc Lan đã từng lên lựa chọn của hội đồng chuyên môn đưa giải là 31.4%. Một lần nữa xin được chúc mừng diễn viên Ngọc Lan. Chia sẻ đều luôn luôn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người xung quanh, từ những người thân
cha mẹ, những người chị, những người anh cũng như là những người con và các đồng viên, bạn bè ở ekip đúng không ạ? Chắc chắn họ là những nghệ sĩ nhân vật nhưng họ sẽ không thể có được thành công nếu không có sự đồng lòng, chung tay và giúp đỡ của tất cả mọi người xung quanh, và đó là một điều rất là quan trọng mà tất cả chúng ta đều đang rất cần trong giai đoạn đặc biệt của thời đại hiện nay đúng không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng các nghệ sĩ của chúng ta. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được mời